Lời nói đầu tiên, Dương Hữu chúc quý nhà hảo tâm trong và ngoài nước thật nhiều sức khỏe, lời chào trân trọng nhất. Và hôm nay từ thiện 7 trao tiền của em gái ở Canada Nga Phạm, hỗ trợ 500.000 ký hiệu hoàn cảnh của ngặt nghèo khó khăn, neo đơn ở vùng sâu. Thì qua video này Dương Hữu cũng xin cảm ơn em Nga, chúc cho em được nhiều sức khỏe, hạnh phúc và nhiều bên gia đình. Chúc cho em luôn khỏe, đẹp đẽ, đẹp mã. Hy vọng rằng Dương Hữu cộng tác với em mãi mãi hạnh phúc cho nhiều gia đình khó khăn như ký hiệu đây. Và cảm xúc rất là yên tâm. Đây là ký hiệu. Và số điện thoại của Dương Hữu là 0909 09 09 469. Cũng cảm ơn quý vị đã dành vài phút xem chương trình này. Dương Hữu hy vọng được nhiều nhà hảo tâm tiếp tục ủng hộ từ thiện ngã bảy quê hương Dương Hữu. Đây là chú Hiệu. Chú Hiệu cho Dương Hữu trao cho 500 ngàn của Nga Phạm đó chú. Rồi xin mời chú. Rồi chuyện nào nói nha. Dạ nói đi chú. Nói chưa? Dạ. Cầu chú cô Nga khỏe mạnh tay qua là khó tiêu trừ tập bệnh. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi Dương Hữu.